Hey guys, it's a smoggy day. I think Hanoi's in the top five of worst polluted cities, and you can see the pollution. But anyway, that's not what we're here to talk about. I've got a lot of people are asking about Lan. What's the update on Lan, the kidney thing, transplant fund? So I just thought I would just transfer the cash that we've garnered so far for her, which is it's over 100 million, 111 million to be exact. Gonna open an account for her today, but since she's getting treatment, she's doing the dialysis until 4 o'clock, and the bank's closed then, it being Friday as well. I asked her to just send in her mum. So I'm just gonna meet her mum at the bank, transfer over 100 million. And the 11 million, I'm just gonna give them as cash for living expenses, etc. Because I think if we put it all into the account, there's gonna be the temptation to dip into the funds for living expenses. So just gonna give her around 10% of the money that we've taken in so far and give it to them as cash. Yeah, supposed to meet her mum at 3 p.m. 2,000 years later. Alright guys, so we picked up Lan's mother from work, just near the hospital. What chị, nãy chị làm chị làm gì ở dưới đó? Làm việc gì? Rửa bát ạ. Gần làm gần đó luôn. Làm gần đó, sát bên. À, vậy cũng được. Lan thì đang chạy thận nè. Đến 4 giờ mới xong. Chắc là 4 giờ. Mắt không mở. Mở đây. 15 là ở đây quay đi, quay đang giao dịch kì. Ôi, trao tiền thôi mà. Không được đâu. Cô ra ngoài chụp ảnh mình thoải mái. À thế hả? Thôi được rồi. Thôi được rồi, ra ngoài này chụp một tấm xong là vào rồi này, gửi cũng được mà. Nãy chụp như vậy được rồi. Được không? Chụp còn chưa chụp được, chỉ có quay thôi, chưa chụp được thôi. Quay được. Chắc cũng không cần thiết rồi. Chắc quay dạy được rồi. Ừ, thế thôi. Okay guys, so we're just on a random street corner, random bank. We're at the Vietcombank, and we are, I'll put the whole donation there. I don't know if you can see it. 100 million. Oh no, don't. Sorry about that. That was her details, man. Hopefully you guys didn't notice that, but 100 million Vietnamese dong for Ngo Thị Lương in her name. So she's got the 100 million in her name. Thanks to all the donors. Man, I'll just show you guys the list of donors. Yeah, this is the list of donors. Này mấy cái tên nhà chợ. Anyway, để cho họ thấy. Kim Tran, and also this side as well. Dylan Fay, Robert Grills, few familiar names. Dennis Boise, Ruby Tran, Jonas Nord, từ Na Uy. And also there's Dale Box, sent me $2,200, but I haven't given it to them yet. Dale Box cũng gửi 2,200 mà cái đó là đợt sau em sẽ gửi trước 100 triệu cho nó tròn.
xong cái cháu đi chạy thận như thì cháu Dương Thị Lan nay cháu đi đang chạy thận thôi thì em thay mặt cho cháu vâng thì mẹ con cảm ơn các mạnh thường quân và các anh các bác đã giúp đỡ okay. cháu tốt ok nhiều khi mình bắt tay một lần ok thôi thì kết thúc ở đây có gì mốt đợt sau họ ủng hộ tiếp thì em liên hệ với chị xong chào qua luôn nha thôi thì mình kết thúc ở đây chị hay mà đúng không chị người tài phải alright guys we're back in the Kidney Village we've opened this new thing here, piano house. But I just saw a mum. My mum's just grabbing something. I'll just wait here. If anyone wants to visit her, it's at the Noa 121 Le Hang Nghi. And just here to deliver the 11,230,000 that we forgot. It was quite problematic actually because I went with the woman, you know, the woman that whose house I was staying at, and she's a photographer, so you'd think she'd know a bit about photography or cameras. And anyway, she stuffed up totally the portion that she was supposed to film in the bank. And you know, it was, I really knew it would come to that because I warned her that you gotta make sure that the screen says record. I reminded her three times and then exactly what I was trying to warn her about happened. Like she recorded the parts where she wasn't supposed to be recording and didn't record what she was supposed to. And nhiều cũng đỡ nhiều. Gọi ra cho. Rồi chào anh. Okay guys, we're with Lang. Lang. Lâu lắm chưa gặp. Thấy khỏe mà. Hôm nay vừa đi chạy này. Nhưng mà cũng vẫn đợt này vẫn ăn được. Khỏe. Nhìn khỏe hơn nhiều mà. Ngày nãy nghe mẹ kể như là cái cầu tay nó gặp mấy cái vấn đề là không có lọc được hoàn hảo nữa. Vâng, kiểu như là đợt này bệnh viện vẫn cứ thay đổi y tá, cứ mỗi hôm một y tá chọc nên không biết được cái tay nữa. Nên là cứ mỗi chị chọc một kiểu nên là nó bị trục trặc, cứ hay phải ăn 2-3 kim. Không có ổn như lúc có một y tá ổn định. Vâng, một y tá thì chọc quen rồi là họ cứ chọc thế thôi. Thì là nó ổn, đây cứ mỗi hôm lại thay đổi một y tá. Okay. Dung nút vào ngân hàng. Là do là mới lần đầu tiên đi mới lần đầu tiên được vào đấy nên là cảm thấy như là giống như anh nói là mình gửi cho được một số tiền đúng là quá lớn đi lần kiểu cảm người nó hồi hộp đúng rồi giờ nhắc bất lại ngờ. Nhớ bất ngờ. Giờ nhắc lại nhớ luôn đăng ký cái tên tay nó dùng tại rồi mới nhớ lại thôi à, thôi thì em nay hai bọn con là rất phấn khởi là được các nhà hảo tâm này các mạnh thường quân để giúp đỡ em nó thế phấn khởi quá thôi thì
rồi anh còn cái giấy nãy đọc mấy cái tên mà không biết, nhiều khi đọc gờ mấy cái tên cho Lan trực tiếp thì nó hay hơn mấy cái tên của mấy nhà tài trợ. Chắc cũng không nhớ hết, nhưng mà mình đọc để cho có, để người ta nghe ta biết. Okay guys, so these are the names of all the sponsors, you know, that sent in donations for La Lang's kidney fund. Thì em chỉ anh chỉ đọc hết cái tên để người ta thấy là giống cũng như ai gửi nhiều á. Thì trước tiên là có Louis Cabo gửi 1,927 đô 70 xu. Thôi đọc mấy cái đọc bằng tiếng Anh luôn nha. Thì Kim Nguyễn, these are all the sponsors. So Kim Nguyễn sent $259.98. John Tran sent $1,349.30. Frederick Tursky sent $28.62. Otakar Swatches sent $18.98. Brian Robinson $145.50. Michael North $125.21. Jonas Nord từ Naui gửi 607 đô 68 với 150 đô 66. Ruby Tran sent $96.1. Dennis Boise sent $96.1. Robert Bowes sent $192.50. Joseph Beatty sent $655.22. Bassa Rilly sent $626.30. Frank Pronk sent $313.47. Mayor Assessian sent $63.36. James Malcolm sent $47.90. Johnny Lau sent $192.5. Joseph Fritz sent $152.03, the bot fan. Carlos Jimenez sent $337.10. Dylan Fay, he's like a Facebook fan, sent $144.30. And Ho Chi Minh Hodemakers sent $912.50. And Robert Grills sent $160.46. Cameron Connor sent $28.92, so a total of $6,448.15 so far, which converts to 111,230,000 Vietnamese dong. That was a long list. Rất là nhiều tiền đó. Ôi, xong rồi. Chuyện nhỏ. Người ta nói người keo hay nhỏ. Rồi, mà em cũng hay tiết kiệm lắm. Gọn. Gọn. Ok guys, so thì nãy gửi cái phần trước rồi thì gửi cái phần còn lại. The 11 million còn lại 11 triệu gửi cho Lan nhận luôn. Thank you. So 11,250,000 chính thức. Yeah, thì cũng rất là nhiều người quan tâm á. Nói tính thôi, cái gì không có. Okay guys, so we got 1,000,000 from Robert Grills. He sent me $49 something. He 1,000,000 chia ra cho 10 người còn lại ở trong hẻm. And 5,284,000 from Richard Bennett. He sent for Lan for Christmas, but I wasn't here for Christmas, so I'm gonna give it to her now. He Richard Bennett gửi cho Noyen. Thank you. Yeah, có Dale Boxer, William á. William cũng gửi William cũng gửi 2,216 đô mà em chưa có phát. Cái đó em phát ra lần sau. Thì hình như là thank you. Ok, thì kết thúc ở đây. Nói gì nữa? Anh Tùng kết nối cho em với tất cả mọi người. Rất nhiều. Okay guys, so we got one last message from Lan. Thank you to all the donors. Oh, very good. So she said thank you to all the donors. Thank you to Robin. Okay, to
Thank you anh Tùng. Mỹ Tùng. Okay. Thì nhiều người cũng mừng gặp lại, nhìn lại bé Lan á, thì nhiều người cũng nhắc tới, thì có gì chúc Lan may mắn với năm mới. Vạn sự như ý chứ vâng. Không biết nói gì hơn nữa thì... Mong có sự đột phá. Đột phá. Thì anh cố gắng vất vả giúp em nhỉ. Giấc mơ của em nhé. Ok. Thì không có anh thì không khác cả đời em không mong ước được. Không khác thì quay lại nói tiếp nhỉ. Bây giờ chào hai người nhé. Để nhá. Okay. Về nhá. Không gặp lại rồi. Okay guys, so there's another trip out to the Kidney Village. I think they were very ecstatic about our help. Thanks to all the sponsors for making it happen. And if anything arises, I'll do an update. We still got the donation from Dale Box to go. Just when we hit the next 100 mil, I'll make the trip out. I think I saw the property manager guy. Yeah, I think we told that Ellie we were going to come back and help everyone in a more meaningful way, but we didn't, so I don't know if anyone was hanging out at the village, because it feels a bit, you know, for me it feels a bit awkward just going there and just helping out one person to such an extent. But what are you going to do, really? Anyways, that is the end of the video. Sorry we couldn't get any better quality of footage, but that's it for now. Yeah, I'll see you guys in the next video. Peace out.